lắm xíu là đẹp quá. Vậy là thời gian 3 ngày đã qua và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ lại hình ảnh mới của chị Thúy Nga. Chị ạ, vậy thì hôm nay em thấy chị rất là tươi, có thể chia sẻ cho mọi người biết là cảm nhận của chị như thế nào không ạ? Sau khi làm được cái bộ răng tứ mờ hoàn toàn mới thì mình rất là ưng ý, về nhà ai cũng khen là hàm răng đẹp, đều thấy tươi hơn, ai cũng khen hết. Nhìn vô nó nói mới là răng tứ là đẹp quá ạ. Dạ, chị Nga cho em hỏi thêm đó là mình đã mang răng toàn sứ rồi thì chị có thể so sánh được sự khác biệt giữa răng sứ kim loại trước đây chị mang và răng sứ bây giờ không ạ? Răng sứ kim loại á, thì nó đen ngú, nó ê buốt và nó màu nó không đẹp. Thì bây giờ mình thay răng sứ toàn sứ ở nha khoa An Tâm thì mình cảm thấy rất là tự tin và hài lòng. Chị là người đã trải nghiệm rồi thì bây giờ chị có thể chia sẻ với mọi người rằng cái chương trình này như thế nào chị ha? Trải nghiệm thì đúng như là trên mạng nói là đây thay đổi răng sứ kim loại thành răng sứ hoàn toàn sứ miễn phí. Dạ, chị có thể cảm thấy hài lòng với cách phục vụ của bên em không chị ha? Ở đây thì mấy em làm rất là vui vẻ, thì đón tiếp thì ân cần lắm, làm cũng rất là nhẹ nhàng êm ái lắm, không có đau. Thì cũng xin chúc cho chị với hàm răng mới này thì sẽ mang cho chị nhiều niềm vui hơn và sẽ giúp cho chị có thể tự tin hơn khi mà mình giao tiếp với mọi người ạ. Cảm ơn nha khoa An Tâm, mình đã đến với chương trình này và trải nghiệm và hoàn toàn hài lòng. Hy vọng chương trình này sẽ lan tỏa đến mọi người để mọi người có học một hàm răng đẹp giống mình nè. Và đặc biệt mọi người cũng đừng quên nhấn nút subscribe để đăng ký và theo dõi kênh YouTube.